năm nay tôi 9 tuổi, tôi đến từ học bởi Kiện Tướng. Trong những buổi học trước, các bạn đã biết rất rõ về đòn xiêm rồi, phải không? Nhưng vẫn còn nhiều bạn hiểu lầm đòn xiêm thành đòn bắt đôi. Vậy, chúng ta cùng tìm sự khác biệt giữa đòn bắt đôi và đòn xiêm nhé. Các bạn cùng chú ý lên đây. Quân xe đang tấn công trực tiếp lên hai quân Tưởng và Mã là đòn bắt đôi. Ở ví dụ thứ hai, quân xe đang tấn công trực tiếp lên quân Tưởng và tấn công gián tiếp lên quân Mã. Còn gọi quân xe là quân tấn công. Quân Tượng là quân bị xiêm, quân Mã là quân mục tiêu, là đồng xiêm. Bài học đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở buổi học tiếp theo. Các bạn hãy nhớ, tôi làm được, bạn cũng làm được.